Rồi xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình nhận con XS Max này. Con này bây giờ bê lưng và thay màn hình. Nói chung là mấy cái màn này thì mình thay liên tục. Hôm nay kẹp với kêu thay màn hình. Đó. Nó lên nha, nhưng mà nó sọc sọc. Để lên coi anh em. Đây em, đây này. Giờ cắn bê ngay các bạn này. Đó, xong rồi nó lên nó chớp. Màn sọc tranh cưa hết tất cả nha, buộc phải thay. Không sai được nha anh em. Ok nha. Tách nguồn hả? Nói chung mình lấy màn ra thì làm thoải mái thôi. Không có gì áp lực anh em. Còn mình tách mà ép kính thì phải cẩn thận nha. Láo nháo là ôm hận đấy. Tại vì mấy màn AMOLED này nó rất là dễ hư. Bất cẩn nhẹ thôi là trả giá ngay anh em. Đây là một cái màn rim. Và khách hàng bây giờ yêu cầu là chỉ có thay màn OLED thôi. Nên là mình không có thay màn rim nha. Thay một cái màn OLED. Và trước khi thay thì dán cái Face ID lại cho nó cẩn thận nha anh em. Không có làm ẩu nha. Là bảo nháo nháo rồi thì cái phay người ta còn á, làm rất mất phay luôn. Đố nợ nha anh em. Đó, làm phải cẩn thận. Là mấy cái điện thoại đây thì yêu cầu cái độ chính xác cẩn thận là phải cao. Dạng cao độ đó anh em. Không có làm mà lơ tơ mơ được. Một chút sai lầm thôi là trả giá ngay. Và để khách hàng người ta buồn phiền rất là ngại. Thôi là cẩn thận. Thay màn thì quá dễ luôn anh em. Anh em biết rồi. Mình trong kênh của mình thì những cái clip thay màn hình đây anh em nếu mà đã theo dõi thì thấy rất là nhiều nha. Thay đơn giản thôi. Đó, rửa ra nhẹ nhàng. Anh em là có nhu cầu sửa chữa gì thì cứ hú nha. Đó. Rồi ok anh em, XS Max linh kiện nha. Mà gửi hiển thị 19:10 so với màn riêng anh em. Nói chung thay màn này thì đơn giản thôi. Đây, giờ mình sẽ tháo cái cụm loa ra là xong anh em. Gần như là dễ nhất trong tất cả loại thay màn luôn. Nói về màn hình iPhone. Ép kính thì hơi phức tạp tí nha, nhưng mà thay loa, thay màn thì nó lại dễ hơn tất cả các loại màn kia. Chọn thêm nút tắt chỗ này nè, gỡ nhẹ nhàng thôi anh em ơi. Mấy cái loại này không được mạnh tay. Rất là nhẹ nhàng. Thì cái màn này thôi, chả có gì. Đó, chỉ có mỗi cụm loa xong. Sang qua nè. Ok. À, chỉ việc đánh vào và máy đã sạc rồi. Tôi sẽ test cái màn trước. Ok, thì sẽ gắn cái cáp mà loa là xong. Cứ bình tĩnh. Lên đẹp anh em. Ok. Lên xong chờ tí. Rồi ok, test cảm ơn. Màn 19:10 so với ring nha anh em. Đó,
rất là nét ha. Rồi cái tiếng Anh bạch ốc, còn cái lưng sâu á thì mình sẽ thay sâu nha. Và thằng ấy chào cả nhà, anh em xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha anh em. Hẹn anh em những clip tiếp theo.